À, uh, xin chào các bạn, tên mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Trader Việt Nam. chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật hệ sinh thái Polkadot và Solana thì nó đã sẵn sàng cho mùa tăng trưởng mới hay chưa nhé? thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho anh em những cái tin tức mới nhất của hai hệ sinh thái này. bên cạnh đấy thì mình cũng sẽ chia sẻ cho anh em một số cái dự án nổi bật ở trong hệ sinh thái này nhé, để chúng ta có thể follow cập nhật dễ dàng hơn. À, uh, dạo gần đây thì mình đã làm rất là nhiều video và chia sẻ những cái dự án rất hot, rất nổi trên thị trường để cho chúng ta có thể là dễ dàng tìm hiểu, dễ dàng cập nhật nhất. Thì các bạn nên nốt lại những cái dự án mà mình chia sẻ trong các video gần đây để có thể là dễ dàng follow trên Twitter nhé. Uh, các uh, các cái dự án mình chia sẻ nhất là những cái video về ngày hôm hôm trước hôm, hôm kia chẳng hạn đi thì mình uh, có làm về video chia sẻ những cái dự án về layer 1 và layer 2. Các bạn nên nốt lại thì đỡ phải lạc trôi lên thị trường và tìm kiếm những dự án trôi nổi, các bạn rất dễ rất dễ bị người ta gạt hoặc là các bạn không có kinh nghiệm research thì các bạn sẽ dễ dàng đầu tư vào những cái dự án lừa đảo thì nó sẽ không hay. À, thì mình tin mình và mình đã hỗ trợ các bạn là như vậy thôi nha. mong rằng là những cái sự giúp đỡ và những cái thông tin của mình bọn mình sẽ hỗ trợ các bạn được đầu tư tốt hơn trong thị trường này. chúng ta sẽ bắt đầu video ngày hôm nay nhé. Trong video ngày ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật hai sinh thái đó chính là Polkadot và Solana thì nó đã sẵn sàng cho một tăng trưởng mới hay chưa thì mình sẽ chia ra hai à, hệ luôn để làm nhé thì mình sẽ chia sẻ về những tin tức quan trọng rồi những bước tiến của hệ sinh thái và những cái cơ hội tiềm năng của nó nhé chúng ta sẽ sang cái phần đầu tiên đó chính là phần về tin tức quan trọng trong hệ sinh thái của Solana thì uh, nó Solana sau khi cú chia ba từ đỉnh đó là giá 250 đô tụt về là 75 đô thì giá token Solana đang hồi phục khá là tốt về cái mảng chính giúp solana lấy lại phong độ đó chính là cái mảng về nft gaming và cái mảng về metaverse thì dưới liệu cho thấy là cái khối lượng giao dịch nft của solana hiện tại chỉ đứng sau ethereum mà thôi à, mới đây thì solana đã hợp tác với OpenSea, đây là cái nền tảng giao dịch nft lớn nhất thị trường nhiều cái động thái này mà các cái sản phẩm nft trên hình thái của solana sẽ được tiếp xúc à, được, được với một cái số lượng khách hàng lớn phòng lồ ha rồi các cái chợ NFT trên hệ sinh thái Solana cũng thu hút được rất nhiều tổ chức đầu tư có, rót vốn vào Họ đã đánh hơi thấy được cái cơ hội tiềm năng ở cỡ hệ sinh thái của Solana Ta có thể kể tới ví dụ như là Eric, à, Magic Eden này Đây chính là một cái chợ NFT top 1 Solana Solana à, Nó mới huy động thành công là 27 triệu đô ở cái vòng CDR Rồi là một cái tổ chức tài trợ cái vòng này à, Các cái tổ chức tài trợ cái vòng này chính là Solana, Venture và Coinbase. Thì đây là một cái thông tin khá là tốt cho những anh em mà đầu tư về các NFT trên Solana Ngoài ra thì chợ NFT khác đó chính là Fatal thì cũng đã huy động được là 35 triệu đô dẫn đầu bởi Multicoin Capital và Parim. Đây là hai cái chợ mình chia sẻ cho anh em để anh em cập nhật. Ngoài ra thì Solana còn hợp tác với Grafton. Đây là một cái công ty xuất bản kết tựa game đình đám chính là PUBG. Một số anh em chắc là chơi PUBG cũng sẽ biết đúng không nào. Uh, theo như nội dung thỏa thuận đó thì các cái trò chơi của Crafton này sẽ được tích hợp trên mạng hệ sinh thái của Solana người chơi có thể sử dụng token Sol để có thể thực hiện các giao dịch mua đông game qua những thông tin trên thì ta có thể thấy được là cái chiến lược phát triển của Solana rất là rõ ràng nền tảng này muốn ưu tiên cái nguồn lực và cái mảng Play to Earn và Metaverse uh, từ đó sẽ thu hút được user từ các nền tảng khác đổ tiền về đây là chiêu của họ ha. rồi mình sẽ chia sẻ sang cái phần thứ hai nhé là cái phần bước tiến uh, cơ sở hạ tầng của họ thì về cơ sở hạ tầng thì Solana mới tích hợp cái Nansen đây là một cái dịch vụ dữ liệu on-chain cái Nansen này thì nó sẽ hỗ trợ trong cái việc là triển khai tra cứu các cái giao dịch trong mạng lưới à, bên cạnh đó thì Rarible cũng là một cái đối tác mới nhất của Solana Rarible này thì được biết tới là một cái giao thức đa chuối được trải nghiệm NFT hàng đầu trên thị trường Tiếp theo đó chính là cái nền EVM là một cái cơ sở hạ tầng quan trọng trên hệ sinh thái của Solana chuẩn bị được DevNet Thì nhờ tới layer 2 này mà Solana có thể thu hút được các cái tài sản và dòng tiền từ hệ sinh thái của Ethereum chạy qua à, các đội dev ở trên Ethereum thì có thể dễ dàng copy và nhân bản cái app của họ sang Solana mà không cần tốn nhiều nhân lực. Thì đây là một công cụ rất hữu ích mà các cái nền tảng khác ra đã nền tảng ra đời sau họ tận dụng ha thì một trường hợp thành công mới nhất đó chính là Aurora EVM của Near Protocol cái dự án Near EVM này mình đã chia sẻ trước đó trong video trước rồi ha không chỉ tiếp cận với cái nguồn tài nguyên trên Ethereum mà Solana mới đây còn kết nối với hệ sinh thái Terra thông qua cầu xuyên chuối là Opris thì user bây giờ thì có thể là có thể lưu giao dịch này và lưu chuyển tài sản từ Solana và cái Terra một cách dễ dàng nếu à, trong tương lai Terra triển khai các cái pool farming lãi suất cao ở trên Solana tương tự như đã từng làm ở trên Avax thì khả năng cao DeFi nó sẽ bùng nổ và token Sol nó có thể quay lại cái giá là trên 150 đô thì đây có là một cái thông tin tốt cho anh em đa yêu thích hệ sinh thái của Solana và đầu tư Solana ha à, bây giờ mình sẽ sang một cái phần nữa là chính là <laughs> phần chia sẻ những cơ hội đầu tư À, trên hệ sinh thái của Solana nhé. Con đầu tiên mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là con chiêu Chat. Con này là một cái mạng xã hội metaverse à, với cái mô hình vận hành kết hợp chat chip giống như là Discord hay là Telegram. Rồi nó buôn bán NFT trong metaverse và nó thiết kế nhân vật trong metaverse à, hình GP ha. Thì backer của dự án này chính là Animoca này, Solana Venture, Ethic Venture và YGGC thì trong cái vòng huy động vòng sheet huy động vốn này thì nó huy động được tận là 1,85 triệu đô và được định giá lên tận là 10 triệu đô nha Đây là cái dự án một mình muốn xe anh em cái dự án 2 à, mình muốn share anh em nữa chính là dự án hát là một cái đi áp giúp cho user tự động hóa các cái chiến lược đầu tư và kiếm à, kiếm lợi nhuận người dùng thì chỉ cần gửi USDC còn lại thì hát nó sẽ tối ưu hóa DeFi trên Solana và Terra dự án này thì được Solana Venture và Terraform Lab hỗ trợ cho thấy đây là một cái sản phẩm chiến lược của hai hình thái này. Ok, còn thứ ba là cũng như con cuối cùng mình cho anh em đó chính là chúng ta thường theo dõi cái dự án nổi bật đã giành chiến thắng trong cuộc thi Solana Zip Tide Hackathon. Cái dự án các cái dự án nổi bật này thì có thể theo dõi ví dụ mình đã chia sẻ ba con nhé. Con đầu tiên là con Chronos, con thứ hai là con Rip On, con thứ ba là con ZK Swap. Đây là ba con này đã giành chiến thắng trong cuộc thi Hackathon này. chúng ta cùng follow biết đâu khi nào mà nó list hoặc là nó bắt đầu nó bán thì chúng ta sẽ à, nắm bắt cơ hội ha để có thể đầu tư được nó từ giá sớm nhất. Đó là những cái cơ hội mình chia sẻ cho các bạn ở trong hệ sinh thái của Solana. Đúng. Ok, chúng ta sẽ sang cái phần tin tức quan trọng trong hệ sinh thái của Polkadot. Chúng ta sẽ chuyển sang hệ Polkadot nha. Thì trong cái hội nghị Polkadot Decoders thì sự uh, đây là cái sự kiện lớn nhất của Polkadot nó sẽ diễn ra vào ngày 29 30 tháng 6 năm nay nha. Thì cái sự kiện này được xác nhận là sẽ tổ chức tại bốn địa điểm đó chính là Berlin này, thành phố Mexico, New York và Thượng Hải. Hiện tại thì các cái dự án đang huy động à, cộng đồng bỏ phiếu để có thể giành lấy cái suất thuyết trình ở trên dự án này. Đây cũng là một ý tưởng rất là phi tập trung từ Polkadot. À, ta nên theo dõi cái sự kiện này để có thể có những thông tin tốt à, được bật mí trong sự kiện nhé. À, ngoài ra thì Kusama đã trở thành cái blockchain thứ 10 mà USDT sẽ triển khai à, đưa lên à, sau Ethereum, sau Bitcoin Cash và Avalanche. Thì à, Kusama chính thức là blockchain thử nghiệm cho à, uh, Polkadot đây là bước chuẩn bị cho cái việc là dòng tiền của Tether chạy sang hệ sinh thái của uh, Dot ha. Trước đây thì USDC đã tích hợp uh, Solana thì hệ này đã đang đá giúp cho cái hệ này tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Uh, phải chăng đây là một cái tín hiệu tốt từ hệ sinh thái của Polkadot ha? Các bạn nên để ý nhé. Rồi ngoài ra thì con uh, thông tin tiếp theo đó chính là con Akala thì nó đã lập cái quý là 250 triệu đô để có thể uh, phát triển hệ sinh thái DeFi trên Polkadot. Thì cái dự án này cho biết là nó đã hợp tác với lại 9 parachain khác bao gồm là Atsa Network này, Centrifuge này, uh, Infinity, Moonbeam vân vân Cùng một số nhóm các quý đầu tư trong ngành ví dụ như là Alameda Research hay là uh, DCG với lại H Thì cái quý này có tên là AUSD Ecosystem Fund Mục tiêu của cái quý này là ươm mầm các cái dự án trên Polkadot và Kusama nó thúc đẩy cái sinh thái này áp dụng cái stablecoin riêng của nó để như là con AUSD ha. Rồi chúng ta sẽ sang cái bước tiến về cơ sở hạt cơ sở hạ tầng của Polkadot nhá. Thì uh, sau khi ra mắt quý thì cái trung tâm DeFi Akala này đã nhanh chóng ra mắt cái chương trình khuyến khích người dùng. Đầu tiên là Akala hợp tác với Ancho Protocol để có thể mang tới khả năng là staking coin với cái lợi nhuận hấp dẫn. Cái con Ancho Protocol thì thời gian qua nó đã khiến thị trường chú ý với cái khả năng là trả lại tiết kiệm lên tận là 20% ở trên hệ sinh thái của Luna đó. À, ngoài ra thì những cơ hội lợi nhuận khác cũng được à, Akala triển khai. Có thể kể tới ví dụ là cái pool API là 25% hoặc là 29% gần đây. Thì à, một số dự án trụ cột khác có tiềm năng lớn đó chính là con ATA Network ha. Mới đây thì à, dự án này, đây là cái dự án truyền kết nối các cái địa app lên à, Polygon nha. Thì à, trong tuần qua thì con Ata Network này đã, đã triển khai tích hợp cái Arab nó là list ở trên sàn OKEX OK và sàn MSC Ngoài ra thì các event quan trọng sắp tới bao gồm là Atta Hackathon hay là cuộc đấu giá NFT Aaron Về cái mạng Metaverse thì Bitcountry cũng đang là cái dự án tốt đầu trong hệ sinh thái của Polygon. thì mới đây cái dự án này đã, đã cập nhật tiến độ triển khai chính là min NFT ra và ra mắt cái chợ NFT của nó này là chạy smart contract này và triển khai cái hình đại diện và các cái trang phục ta có thể quan sát thấy là các cái dự án quan trọng của Polos đã chính thức hoạt động rồi. Thì thời gian tới nhiều khả năng thì các cái gói khuyến khích và cũng như là các cái chương trình kích thích người dùng á, thì sẽ được tung ra mạnh mẽ. Và đây là cái thời điểm mà dòng tiền nó sẽ đổ về Polos cho nên bắt đầu từ trong năm 2022 này thì các bạn nên để ý hệ sinh thái của Polos nha. Thì cái này cái này thì mình đã làm từ năm 2021 rồi. Mình đã nhắc anh em là bắt đầu từ tháng 3 tháng 4 thì nó sẽ bắt đầu triển khai và chúng ta sẽ bắt đầu follow nhé. Anh em nào mà lỡ đầu tư và giá hơi cao thì, thì kiên nhẫn tí ha. Rồi ok, chúng ta sẽ sang một cái phần nữa rất là hay đó chính là phần là chia sẻ cơ hội đầu tư cho anh em ở trong cái hệ sinh thái của Polkadot. Con đầu tiên mình muốn share anh em thì chính là con T3 ON. Con này là một cái nền tảng lưu trữ hợp đồng thông minh cho phép thực thi liên chuỗi này, hợp tác không cần gì, không cần cấp phép trên hệ sinh thái của Polkadot. Nền tảng này thì là lưu trữ các cái hợp đồng thông minh và cho phép thực thi liên chuỗi trên các cái blockchain độc lập với nhau đối tác phát triển ban đầu của cái con T3ON này thì là Web3 Foundation. Sau đó thì các quỹ lớn như là Polychain này, uh, DFG cũng tham gia đầu tư vào. Cái con thứ hai mình xe ngang đó chính là con uh, con Joystream. Đây là một cái giao thức xây dựng cái nền tảng nội dung dạng video. Thì uh, so với các nền tảng khác thì con Joystream này sẽ là một con dao được vận hành và quản lý bởi người dùng của nó với việc là phân phối phân phối các cái phần thưởng công bằng này do stream này để tập trung vào trao giá trị cho người sáng tạo nội dung quảng cáo và người tiêu dùng cái dự án mới thông báo là mới ghi quý được khoảng là 5,85 triệu đô điều này nâng cái định giá của cái dự án lên tận là 60 triệu đô các tổ chức tham gia quý đầu tư này là Hyperfear và D1 Venture đó là hai quý đầu tư này và con này nhé chúng ta sang con thứ ba chính là con Equid thì con này được xem là thị trường tiền tệ sử dụng công nghệ là cross chain cho phép là người dùng tiếp cận các cái sản phẩm DeFi khác nhau. Đội ngũ phát triển cái con Equilibrium này thì gồm nhiều các kỹ sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ blockchain cũng như thị trường tài chính ha. Thì người đầu tiên đó chính là CEO Alex, ông này có tận 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Fintech. Thì trước đó ông này có hỗ trợ phát triển smart contract trên Ethereum và EOS Ok, ông thứ hai là ông George Goodbody. Ông này từng là phó chủ tịch của JP Morgan Asset Management. Ông thứ ba là ông Daisuke. Ông này từng là CEO của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs. Ok, cái video ngày hôm nay của mình mình share cho anh em khá là nhiều thông tin và cũng khá là nhiều dự án cho mọi người có thể là follow và tìm hiểu. Thì các bạn có thể là xem lại nhiều lần có thể nốt lại nha. Bên cạnh đấy thì các bạn đừng quên bấm cho mình một like nha. Thật sự các bạn xem video của mình mà không bấm cho mình một like nào cả, mình khá là buồn. Uh, các bạn không cũng không comment khuyến khích mình thật sự là mình cũng hơi nản nên là nếu được thì các bạn hãy bấm cho mình một, một like và cũng như là share video của mình để mình có thể có động lực làm video nhiều hơn uh, rồi ok video tới đây mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Travel Việt Nam cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình